Em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ấy, cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Không có hàng đều răng khểnh hết được luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Mai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Minh và các bạn. Ủa các quý thi gì khán giả luôn đừng quay ạ. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em người làm điêu khắc tượng Phật. Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm busy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Cô gái dân bên miền Tây Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Rồi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại. Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu. Có gì thì trao đổi ý kiến em sau. Nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trất quốc tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì. Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời. Ủa mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời, tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật hết 9 rồi đó cô. Thôi à, em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ cũng không lo mấy anh, thì em cũng là người miền Tây mà đến gia trưởng cũng nằm trong máu rồi đâu có gì đâu. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu? Ờ có ngược không? Miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh. Đâu có thì với gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Dạ cũng ít anh, không có gia trưởng nhiều. Em bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi rồi ai làm theo ai? Đã thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhường bạn gái á, không có hơn hôi bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em làm bên điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra, học điêu khắc đó luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được 2 mối tình. Có một mối tình lâu nhất là 4-5 năm vậy á. Rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hay vậy? Em làm sao mà em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung là người ta cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy ta đòi hỏi quá mình không đáp ứng được thì thôi cúp gu cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hơn nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có 2 mối tình giống bạn bên kia. Đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ lo chờ chút xíu anh Hoàng hỏi chút xíu thôi. À, chào em gái. Anh nãy giờ anh ngồi kia suy nghĩ hoài, anh phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không. Em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nó mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc anh ấy cũng hiền nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, anh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền. Được á.
Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khơi nào ảnh đi tu luôn. Trời ơi. Đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em à. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì mà buồn, cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa hỏi cái vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau làm sao. Dạ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố, không sao. Tình yêu không có khoảng cách đường xa thời gian gì. Bên kia em cần gì ở anh, hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình cũng lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa, rồi đi ăn, đi uống cà phê, những quán tình cảm rồi. Cũng chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá rồi, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cô ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa, mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười. Cười, trời ơi, cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn, nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. Hả? À, đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. Cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha. Thuốc không? Dạ từ xưa vậy em có thuốc gì ơi. Rượu chè gì không? À, ngoại giao thôi chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt. Thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao chừng 1.5m tư lên, biết lễ phép thì lớn. Cứ nhìn là được rồi, không cần gì nói gì. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được. Tạo điều kiện là sao? Tạo điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được, tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu. Tại vì nó đã cứng rồi, phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Rồi em hứa chắc chắn em sẽ nhường bạn gái á, không có ăn hiếp đâu. Thì em tính em chị thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý. Tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được. Cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ có bà hả? Bà gì? Bên nội bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ chào bà. Chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi là bà nội của Minh. Coi như bà nội đi. Dạ. Vì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi vắng. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ hay nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi thì giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hơn, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân. Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương,
À, coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn ở đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi, thôi, kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Xin cảm ơn em, rất vui gặp mình. À, cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Em thấy anh cũng dễ thương, tính tình thì cũng hiền, nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nữa, em không có. Trời đất ơi, sao trời. Ủa thì ra là thích cái răng khểnh này để giống con chó hả? Trời ơi. Cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó, em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Không dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi, mới cảm nhận nhìn đâu không. Hồi xưa nói chung nó khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả. Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú làm lĩnh vực này luôn, ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À, Sài Gòn chị ơi. Chứ em đâu có nở lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nở lòng nào ha. Mai về làm mình nắng con chó có răng khểnh dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi thấy chưa? Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là ở đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà ở đây mình cũng có cái duyên, thì nên mong rằng em cũng cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn rớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ấm yếu xìu à. Cái nút người ta bự vậy mà ấm. Ấm yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn đó, cô ra cô nói nó nói gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người cái hung không quý vị? Hung không mọi người? Chị ơi, em phép hung em chị cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hung đi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là những vé xem phim của cộng đồng Cinebox 212 để chiến thắng. Giữ lấy và xem phim để tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn